xài nè, ngon. Xài với ăn cá, cá, cá tại mà. Miếng xài ngon, xài chút ăn cá sao. Từ quả xoài nè, xoài vàng vàng nè, đẹp lắm nè. Cái xoài nó chua chua ngọt ngọt nè, mình hái vô mình mà trộn gỏi ha, mình làm cá chiên dầm nước mắm á. Nó ngon lắm nè. Thấy nào cũng ngon hết á. Đó, đó nè. Xoài của mình là ngon ghê nè. Thiệt là mập luôn ha. Rửa nó cái cây. Nó cắt nó được. Cái rau hồng này vậy chứ dễ mặn hơn. Nó nhớt hơn cái rô rồi. Cái rau hồng mình mặn. Cắt cái gai đây. Cắt con cá làm hai ra vậy chút mình dễ chiên. Xài chiên cá rô hồng đó. Xong rồi xong vô nấu thôi, nấu. Rồi đặt đây đó, giờ bắt đầu mới bào xài nè. Má làm chút nữa má làm cá dầm xài nè, cá rô hồng chiên dầm xài. Cá rô hồng mình chiên á, chút mình chiên mình dầm mắm xài nè, mình ăn là ngon lắm nè. Bây giờ má luộc bầu luộc nè, nha. Má chiên cá nữa. Bầu luộc mình sắc dày dày nè, mình luộc ăn nó mới ngon, nó mới ngọt cái bầu. Còn mình nấu canh thì mình sắc nhỏ. Hai trái bầu má bỏ vô một muỗng rưỡi hạt nêm nè, má thêm vô một muỗng đường nữa nè, xong là mình luộc bầu được rồi đó. Má bỏ hạt nêm vô xong hết rồi, giờ má cho bầu vô má luộc nè. Bầu luộc hành lá luôn, nó dễ chín lắm. Bầu này vậy chứ nó dễ chín, một chút xíu rồi nó chín nè. Luộc mà nước nhiều quá cũng không được, mà ít nước quá luộc chút cái miếng bầu mình nó cũng không được đẹp. Còn bầu vô má? Cần đây cái chảo vô nữa, chiên cá nữa là xong à. Cái này được không? Được, được cái chảo, cầm nhả nhả lên, rồi bắt lên đây đi. Mình chiên cá rô hồng nữa là xong à. Tối rồi làm đại đặng ăn cơm. Đi làm gì là tối nữa. Cá có cần ớt gì không má? Cá hả? Cá chút nhờ mình tha cho nó miếng muối, muối trắng vậy cho chút mình chiên cho nó dễ tóc. Sát nhẹ nhẹ lên. Đúng rồi, sát nhẹ nhẹ lên cái nè. Hồi nãy khô nước mới bỏ dầu vô hả má? Đúng rồi, khô nước đi, chế cho ấy nước hết đi rồi cái bỏ dầu vô. Còn nước là cái dầu nó chế vô là văng lắm, chiên chút nó văng lắm. Nhiều không? Chế dầu nhiều không? Dầu nhiều vô mình chiên cho nó dễ hơn, tóc hơn. Bỏ vô miếng tỏi chút mình chiên cho nó thơm. Dầu nóng rồi bỏ cái vô mới chiên nè. Đây đây con bỏ vô cho. Bỏ vô tao này xúc cho vô nữa. Nhẹ nhẹ vô, nhẹ nhẹ vô.
Để cho nó nóng da cái trở cho nó một cái, trở nó qua một cái cho nó thấm. Đó, trở về cho nó rút ra. Rồi, đó. Rồi. Mình chờ chút nữa đi, nó vàng một bên đi mình trở cho cá. Mình trở vậy cho nó không có tóc da, mình trở chưa vàng là nó bị tóc da đó. Nó tóc chứ mình chiên cái chảo này nó phải vậy, còn chiên cái chảo không dính là mình khỏi cần. Chiên cái chảo gan này mình phải cần bỏ cho chút hình sát như miếng muối. Rồi trở qua đó, con cá là chà bầu mình cắt cái này mình luộc vậy á, chút mình ăn muốn bầu nó ngọt nó ngon lắm. Cá chín rồi, giờ xuống ra dĩa thôi, cầm đi. Cá để đi, từ từ nhẹ nhẹ. Từ từ xuống ra, cứ để lấy lên dắt nghiêng dầu cho nó đỡ dầu. Đó. Đó. Rồi, để lại. Giống mắt tài chiếc không? Đó, rồi đó thấy chưa? Cái này nó ngon, cái này cắp cái nữa. Cái hồng mình pha vô một miếng muối trắng vậy chứ mà cái nó chiên nó tóc nó ngon vậy đó. Để chơi cho nó rớt, đổ dầu đúng không? Rồi xong được rồi. Cá má chiên xong vàng ngon ghê không nè. Đó má bỏ xài lên nè. Trời mưa nữa ăn cá nước mắm dầm xài là tuyệt vời luôn nè. Nó rất là ngon luôn. Tối rồi bưng cơm ra ăn. Đồ ăn còn chín rồi đó, còn nồi cơm đồ ăn xong rồi còn có cơm nữa là xong à. Bưng cơm ra. Cơm ra ăn cơm. Rồi. Lấy cơm ra chén đi. Đây con mới nha. À, lấy cơm ra. Này, đũa nè. Cơm ra. Lấy đũa rồi mới ăn ít tinh bột à. Rồi ăn ít thôi. Bái ít nhờ bái cũng nhiều dữ vậy nè. Đó. Ít thôi. Cá chiên và món xài nè. Ăn ngon lắm nè. Ta đây con dễ ra cho. Dễ nè. Gắp tước xài ăn đi. Tước xài thì cá ăn sao. Dầm vậy nó thấm á, nó ngon lắm. Ngon mà. Làm ở đâu? Đúng không? Sáng giờ cũng đúng đuối rồi. Dạ ăn được, ăn được cũng ngon. Ăn được cũng ngon. Làm ngon mình ăn cũng không thấy mệt. Ngon ha. Cá chiên mắm xài ăn bá cháy ha. Ủa xài này mua hả nhà má? Xài chiều má mới ra rẫy nữa, ra rồi rẫy mình là má hái mới tới xài vô ăn nè. Rẫy mình hả? Xài mình nó già ha, ăn ngon ha. Xài nhà mình nó ngon. Mới xài nhà này nó già hết rồi, nó vàng rồi. Ngon ghê không? Nè xài nè, ngon. Xài vô không cá, có cá tại mà. Xài ngon, xài chút ăn cá sao. Nè, cá nè, nó chiên giòn ngon ghê không? Mà ăn có xài có ớt vô nữa ăn nó ngon. Bữa sau con có về trễ má cứ ăn cơm trước đi, tại công việc nó lu bu lắm nên con không có sắp xếp được. Chị nói không biết đâu, chờ về ăn cơm thành ra ăn cơm trễ nè. Mà nay thanh minh nữa nè. Nhưng mà vui thôi má ha. Vui thanh minh đi tối thì về gì cũng vui á, ăn cũng ngon rồi. Ngon quá. Cá dầm mắm xài mình vàng vàng ăn ngon đây. Còn ăn hết luôn á. Tối bây giờ mình ăn hết luôn, sao còn đâu còn ai nữa đâu. Nhà tới tí đồ ăn cơm xong hết à. Món ăn của má nấu nè, đơn giản như là cá chiên dầm mắm xài nè, đơn giản mà nó ngon, nhà quê mình. Nếu mà các con có yêu thích món ăn má Năm nấu thì bấm theo dõi kênh của má Năm.